Xin chào toàn thể tất cả mọi người nhá. Chào tất cả các bác nhá. Rồi, hôm nay là chúng em có một chuyến đi vào rừng nhá. Có cả Biên và cả Rêu nữa. Là em ở một mình đi thì thấy nó buồn chán nên là em rủ được thêm Biên với Rêu đi. Thì trên đường đi thì mấy anh em cũng có mang câu đi theo nhá. Đồ đạc các thứ này thì anh em đeo đủ hết này. Đeo trong người hình như là không có chỗ để đeo rồi. Đây. Thì là đi thì mấy anh em cũng có mang câu theo là đấy, là vừa đi vừa câu cá, đi đến hết cái con suối này xong là ba anh em sẽ dừng chân và sẽ lập một ngôi lán bé để ba anh em trú lại ở trong rừng. Và ba anh em sẽ sinh tồn ở trong rừng. Đây, còn đồ của em đây. Đủ em đeo từ đây đến nơi để chắc cũng toát hết mồ hôi rồi. Lẹ lưới đấy. Thôi, vừa đi vừa câu kiếm được mấy con này lúc lưng quanh đây ngồi đây đây này. Để đã được mấy em rồi? 4. Em này câu được mấy em rồi? Được 3 con rồi. Đi thôi. Ba anh em vừa đi vừa câu cá theo con suối này. Đi thì đi đến nơi thì đến chỗ ở ấy, thì là ba anh em cũng có thể là kiếm được thức ăn rồi. Còn nếu không đi lên thẳng trên đấy thì cũng nhanh thôi. Khoảng độ 9 rưỡi là đi đến nơi. Nhưng mà vừa đi vừa câu cái này thì chắc phải tầm khoảng độ 3 tiếng. Có cá không? Đâu, câu lên. Ăn không? Con này đi không? Vì nó muộn đấy. Cái kia lâu lâu thì mưa về thì quét được cái khe này nó cũng sạch sẽ luôn đấy. Cái gì đây? Câu đi. Kéo lên luôn. Rất. Yêu. Từ giờ đi đến chỗ là đủ ăn. Ui ra kia, ra kia. Ui kia rồi. Kia. Ui. Đây kia, lại ra kia câu. À đây kia đâu. Nè, nè đi. Lên đi. Cái thứ này nhé. Đấy. Đi rồi ơi. Hàng ơi, hàng ơi. Nào, thế nào. Ôi dạ. Ui, khủng thật. Ồ, thật gì. Đây à, con này được. Hai con. Giật lên. Cái gì nữa đây. Ây, hai con này cụ thật. Ồ nhé. Ui. Ở bên anh kia rồi. Nứa kinh khủng thật. Dày lắm cái loại nứa này. Thôi vái đi, đi trên đường đi thì mình cũng lấy luôn, đằng nào cũng câu được cá rồi thì lấy đi luôn. Hai loại nhá, loại này. Ừ. Có loại loại này mềm hơn loại kia nhá, loại này thì lại còn chua hơn đấy chứ.
Cá to quá. Để xuống rồi. Cua rồi. Nhanh nhá, khổ luồng ấy. Cá sấu ấy. Câu cái thứ kia đưa lên luồng vào câu cái kia cứng chưa đã cụ các bác ạ. Tiếp tục đi. Câu nữa. Này có chuột đấy nhỉ. Đây có tắc kè đá chứ.
như cây gì mà đồ đỏ luôn, cái cả đá này khỏe thật. Chị Mai thì anh em về qua để anh em đi lấy nhé. Cốt bị quay rất là nhiều. Đau. Nét chỗ này này cuối cái cây sen kia kìa, sen đá kìa, có cái hồ hầm hầm. Đấy, chỗ này hẳn vào bên cạnh thôi, đốt sen kia kìa, chỗ này là kế đá kia. Đấy, chưa? Cắn rồi nó cứ nuốt. Còn đợi nó nuốt. Nó cắn một bên thôi, nó không phải nuốt con. Nuốt rồi, nuốt rồi. Nuốt rồi. Nó cắn một bên thôi mà. Nuốt nhìn. Được rồi. Đây này. Thả cái này. Nuốt rồi. Thế nào rồi? Ác thế của mà thế được rồi anh em à, chặt quả hoa chuối nhá. Vừa mới trộ lên quả to lắm. Ăn rồi, quá đỉnh luôn. Định thảo cỗ chóp. Ôi. Ồ, kinh khủng. Bông cây ấy. Đây có một loại nấm mà gọi là không nên ăn đâu nhé. Loại nấm này thì là mấy anh em đi gặp thì cũng chỉ gọi là xem thôi, cũng không biết là nên ăn hay không nên, nhưng mà mấy anh em cũng không bao giờ dám hái về ăn. Nhìn tính như kiểu là rất là ngon nhé, nhìn dai dai nhưng mà không dám ăn, sợ độc. Thế nào biết thì anh em mới ăn, còn không biết thì anh em cũng không dám vặt về ăn. Vừa đi vừa lấy măng luôn. Tí nữa là có rau, có thức ăn. Đập đầu.
Hai. Hai người bạn nhá. Ìa, của măng to thế nhỉ. Măng to hết. Đổ vào đầu nhá. Ô, mạc trên kia rồi. Biết lái à? Nào nào nào. Lên. Nằm đét. Nằm đét. Vẫn chưa gặp. Được rồi. Bo bằng chết. Bo đây. Lên bờ. Lên. Tính tín nha. Này câu phải từ từ, nó nhiều nó kiểu nó từng đôi một ấy. Vẫn còn đấy, cũng vẫn còn. Nhưng mà còn khá khách con mà. Con to nữa. Còn nó to nữa mà. Đúng rồi, con này. Con gì nữa? Đây. Một canh nhờ. Cho bên dưới con cá. Con cá kiểu như nó cứ thò ra như thế. Thì kia có một con cua to lắm kìa. Cua. Gì chưa? Cá lăn à? Ồ, nhẹ cũng kêu. Ai hiểu, cặp cá này mà nó đi ăn được thì thích gì bỏ. Em hái ít dặn cổ lam về, thì nên nấu canh. Ba anh em có canh thì... Rồi dẫn đấy. Rồi dẫn thật đi. Rồi dẫn giả. Đó. À, mình giật cả mình. Ôi đủ ăn rồi. Đủ ăn rồi, nhiều lắm rồi. Chắc là anh em sẽ đi tìm chỗ để nấu ăn thôi. Đói rồi. Ôi. Ê. Ba anh em đã tìm được địa điểm để nấu ăn rồi nhé. Là ba anh em sẽ dừng chân đây và sẽ làm cái sàn ở dưới khe kia để ngủ tạm qua 1-2 tối. Hoặc là mai kia thì anh em sẽ di chuyển lên tít trên kia nhé. Giờ trời cũng muộn rồi thì anh em cũng đói nữa, không đi được nữa thì ba anh em sẽ nghỉ nấu ăn đây, ngủ tạm đây một tối rồi mai mới lại tiếp tục đi tiếp.
thấy rộng rộng à. Nhìn ba anh nhau nhìn, giờ ai đói nhìn cái mặt đèn xì kìa. Ủa nha, anh không biết là em chọn chỗ này để làm gì nha. Nếu mà lũ về đi ba về một đấy. Đấy, ba anh em nghe sẽ chuẩn bị làm sàn này để lên. Đây là chỗ ở giờ đã tạm ổn rồi nhé. Anh em và chị làm tạm như vậy thôi. Tí nữa là anh em gác cái cây ngang trên nữa. Xong là đặt lá chuối về phụ lên. Bây giờ là nấu ăn thôi, đói lắm rồi. Đây, món hàng của anh em trên đường đi đến chỗ nghỉ chân đây. Cá này, cầu cũng nhận thích, giật liên tục. Nên cá sộp rồi nhé. Còn đây là hoa chuối, làm cổ lam, rau gai. Vừa bẻ được cả măng nữa. Hôm nay nấu kiểu gì? Làm ống nữa. Làm ngứa à? Một phần ngứa hoa sen. Ừ. Nó canh chua đấy. Được. Nó còn hai con cua đấy không? Ờ đúng rồi, ba con đấy. Ba con cua. Một con vừa đủ mỗi người một con. Ừ, nấu bị chuối. Thôi, tiến hành mang đi mổ xong là để nấu rồi. Tí nữa giờ trời cũng sắp tối rồi đấy. Đấy, anh làm ống này thì anh làm. Tối nay say ngày mai liệu có nhớ dậy lên núi tìm thảo dược không ấy? Cá nhiều này, ngon này nhá. Mỗi người và lít rượu đem đi theo nữa này. Bữa đầu tiên lúc nào cũng uống nhiều hơn mà. Xong thì sau đó lại kém dần. Làm dần chứ. Toàn trốn vợ con lên núi uống rượu. Giờ mình làm cái món rau này này. Cho ống nứa, cho xuống dưới đáy trước, xong là mình cho cá vào giữa, lại cho một lượt nữa. Thế này cho cả món này vào chứ? Không, món này cho nguyên rau gai, chứ nếu nấu canh chua món đấy mà. Món cá. Món cá, chứ phải nướng thêm tí chứ? Có chọn mấy con to ra nướng. Ừ.
Nếu à, ở dưới cái tàu lá chuối còn anh để một ít đấy nhá. Dưới cái tàu lá chuối ấy. Cái gì? Ăn. Được, kiểu gì? Kiểu gì cả ngon. Đây nhá. Ông cá lần đầu tiên ăn nấu cái này, ăn một bữa thử xem nó chất lượng nào. Quá chất chứ. Làm rồi phải mang ra nấu ông nứa rồi. Hôm nay ra chuyến đầu tiên mà để nhiều đồ quá nên không có nồi để nấu à? Tận dụng hết công suất thôi chứ. Ông nứa đây. Tiếp tục đến cá nướng. Tuyển miên anh em mình chỉ có cán nướng nhỉ. Ở đây không có cây lá vả nào nhỉ. Thì khả thi là khó được ăn cái đấy, cái bếp này hạt kẹt quá. Vương đâu nhỉ? Ra rồi. Đây là nồi chạy nồi, đấy là nồi canh gì đấy. Vẫn còn ra bọt ác thế. Ôi giời ơi, sôi rồi đây. Đây là đờ đấy, nồi này. Nóng. Ô, thằng gầy rồi cái này. Gầy đó. Nhà gầy. Gầy sao đây? Dừng xuống đây tí, đừng để nó cho lên nó gầy. Ui rồi, ôi nồi này được rồi. Chắc là lấy cái nồi bé xong là xào món kia thôi. Giờ món cá chín rồi nhá. Giờ anh em chị đợi nồi canh nữa thôi. Trời càng ngày càng tối rồi. Làm gì đây? Đây rồi. Nấu cơm bằng ống nữa. Đón các bạn đùa đâu thế nhỉ? Mạnh nào? Ừ. Gì vậy? Đây à? Ông nứa bị cháy thôi. Đấy, từng con vẫn nguyên chất ạ. Được rồi, bê đi thôi. Giờ này đói đến quý vị muốn ăn.
Đấy. Đấy nhá, giờ anh em đã xong rồi thì giờ ba anh em ngồi và ăn thôi, cũng trời cũng tối rồi, giờ này thì cũng đói thôi. Bữa chiều của ba anh em đã xong các bác nhá, thì ba anh em được mời toàn thể các bác dừng bữa chiều với lại ba anh em nhá. Em mời tất cả mọi người nhá, em mời tất cả các bác nhá. Sóc này này. Chất lượng này. Ai. Nước cảnh ngon. Dạ. Sen này nó tím tím. Sen này nó tuôn rất là nhiều. Đây, thấy chưa? Ăn đi, ăn cái phần nóng, ăn đang nóng này ăn ngon. Ngon. Thôi, em mời tất cả mọi người nhá. Anh em ơi, không biết gắp con nào ngon hơn nữa. Rau ngon lắm. Thật mà cô thử ăn rau. Cá ngon lắm. Rau ngon hơn nhiều, rau mềm ngon được. Ít quá không dám gắn nhưng con gà không chết. Ôi da, dây là phải nhặt hết về hết. Ngon thật. Rồi, cứ ngồi tự nhâm nhi hết đống này thôi, nghỉ ngày mai em đi lên rừng. Này đưa hai ông đi xem cái khu vực nào nên ở thì anh em mình làm ngôi lán bé bé thì mình ở thôi, không phải làm to làm gì, làm được ba ông ngồi. Mình làm bằng này, bằng cái sàn cũng được. Không là mình rào qua đi là được. Ăn món cá nấu. Này nấu cái này ngon hơn. Ngon nó một kiểu khác. Nấu mỗi loại nó khác nhau. Đây, loại này nó khác nhau. Đúng không? Khác nhất. Đói rồi, ăn cái gì cũng thấy ngon. Rất nhiều mà sao anh giá cho nhiều nhiều tí. Nhiều mà. Ồ, khá nhiều nữa rồi. Sâu à, sâu này có đây. Thằng to ăn sâu nhỏ. Mình về thằng này ăn cua nhá. Cua đi. Có con ở đây à?
Cái béo hết. Cái con vàng vàng. Hay, ngon này. Chấm thì nó chán hơn. Chấm cái đồ khô nó chấm. Chấm đồ khô nó mới khô. Không nữa. Ăn cá nó ạ. Từ từ đi nó tắt hết. Ôi ạ. Số rồi cái cũng phải sắp rồi. Ổng dốc dặn được rồi hay đã? Ổng nhận rau mềm, rau mềm. Có thật nhiều rồi. Được. Được nhờ, chắc là ba anh em mình làm đi này thôi à. Chắc cũng tạm dừng cho đây thôi. Ba anh em mình lúc tắc ngồi sau đi tí nữa. Mình tối thành bị túi đấy. Nhớ nhắn. Vâng các bác nhá, chắc là ba anh em xin phép tạm dừng video ở đây. Liên hệ các bác là video tiếp theo nhá. Thì ba anh em chắc cũng uống đi này xong lại uống thêm một lúc nữa là mấy anh em còn phải ăn cơm ăn cháo nữa. Thế nào? Chào tạm biệt các bác nhá. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác nhá. Ăn đi. Em chào tạm biệt tất cả mọi người nhá. Nhớ còn ống tương kia rồi. Nào cầm. Nó còn có bìm luộc. Nó cuồng. Ngon phết luôn. Đá các bà con. Đây này, anh nằm ở dưới đây. À, nằm. Cạnh. Mà đấy, đến này. Kiêng mình đi, kiêng. Cái rượu vào nặng thế là kiêng lên đâu thì kiêng là hơi lôi chân.